Mới đây, ông bãi bánh xèo Tiểu Linh có chia sẻ về thân thế của Hồng Loan. Chúng tôi xin lược trích lại như sau. Đó, chú nghe là má nó lấy anh rể, gia đình mới kêu phá. Bà ngoại nó nói là không cho phá, mà sinh ra không nuôi, nên sẽ cho người khác. Từ đó mới đem lên đây gặp chú Linh. Lúc đó nghe nói là lấy anh rể cho nên nhục nhã quá nên không dám để, mới tính phá đó. Nhưng mà bây giờ người ta không cho là con nuôi, là con ruột không đó. Sự thật vẫn là sự thật. Gia đình của Loan là ở Bến Tre. Không ai tin mẹ nó lấy người làm của gia đình, chứ không phải lấy anh rể. Đó, chú nghe là má nó lấy anh rể, có đưa tiền, đưa sữa, như là sữa với đường. Chú Linh nhớ là có bà ngoại của Hồng Loan nữa. Hồng Loan chia sẻ về việc mình là con nuôi, con ruột. Mình chia sẻ là lúc mình 5, 10 hay 15 tuổi, nghe mọi người nói là con nuôi của Vũ Linh thì cũng buồn, nên về hỏi ba là: ba ơi, ủa sao con nghe người ta nói là con nuôi của ba hả? Con nghe vậy con buồn quá. Nhưng mà ba nói là không, ADN của con giống ba, biết được là như vậy, chứ còn giờ hỏi về con ruột, chỉ biết nghe lời ba như vậy thôi. Chị Ni, người đại diện phát ngôn của Hồng Loan nói: thì vấn đề mà để thử thách, mà để thách đối với nhau thì Loan chấp nhận, nhưng Ni không chấp nhận. Có nghĩa Loan nói: chị ơi, người ta yêu cầu cái gì thì em làm. Đó, em chỉ nói vì không phải là người ta yêu cầu cái gì thì mày phải đáp ứng. Còn vấn đề về bản ADN thì em cũng biết rồi, có phòng thanh trên mạng rồi, chứ không nhất thiết là bây giờ. Nhưng mà vấn đề ở đây là em biết đạo đức. Em hãy nhớ rằng lúc ba em còn sống thì ba em đã kể lại cho người thân nghe những gì, những mâu thuẫn, những xích mích như thế nào. Và ba em cũng đã chịu cực khổ rồi. Bây giờ em cứ sống một cuộc đời an nhiên, em hưởng những cái gì ba em để lại. Em không cần phải nhường nhịn, không phải là chị đi chia cắt, nhưng mà em không cần phải nhường nhịn, nhẫn nhịn và chùn bước. Tại vì Loan là cái người không am hiểu pháp luật, không có một động thái để mà phản hồi, phản đối hoặc là phản tố. Em hiểu là như vậy, cho nên là vấn đề mà giữa xét nghiệm ADN là bây giờ thuộc cái quyền của Loan. Mà lời khuyên là từ chị Ni, theo yêu cầu bên đó thì chị nên dựa theo luật. Thì em hiểu rằng là trên luật pháp á, vấn đề ở đây không phải là cái việc tranh chấp tài sản nữa, tòm tổn thương nhau. Chẳng thà lúc đầu trong gia đình đã họp với nhau, nói chuyện với nhau, hòa thuận với nhau, tại sao phải khi mà tranh chấp rồi lại đi đến cái mâu thuẫn coi như kịch liệt như vậy? Thì vấn đề là để thử thách, để mà thách đấu với nhau thì Loan chấp nhận, nhưng chị không chấp nhận. Em biết sau cái vụ kiện là chị Ni nắm tất cả các tình tiết, là nếu như chị Ni không có cản đường, chị Ni không tham gia, hoặc là anh Vũ Lưng, Bình Tinh hoặc tất cả mọi người không tham gia, thì không biết giờ này Loan đang ở đâu. Tất cả mọi quyết định sau này nếu như xong rồi, Loan có là người chiến thắng hay là người thua, là người thắng cuộc, thì vẫn ở cái tình, chứ không phải là ở chị Ni, cái quyền làm con ruột của Loan. Và gắn ghép con nuôi thì chỉ nói một chi tiết thôi. Chị muốn gửi đến khán giả, cái thông điệp đến khán giả là vậy. Cái người mà ẵm Loan về là bà nội của Loan, sau này mới bổ sung, còn trước đó là đã bác bỏ rồi. Loan giống như là bị động nên không có một cái động thái nào hết, tại vì Loan cũng không có biết được và hiểu sâu được về pháp lý tòa sẽ xử đó. Nhưng mà do đơn cứ tiếp tục được tiếp nhận như vậy thì cần có thời gian để mình xin phép có đủ căn cứ để thụ lý hay là bác bỏ hay không. Giấy tờ đầy đủ là thắng rồi, còn vấn đề thắng hay không thắng ở cái đạo đức làm người thôi. Đúng rồi, sau này mới bổ sung, còn trước là đã bị bác rồi. Tại vì tháng 9 này là nghe nói là phía bên nguyên đơn, là phía bên cô Sáu, trong vụ tranh chấp này Loan là bị đơn, không có phản kháng gì hết. Mà chị đây là người phát ngôn, chị Ni đều là giúp hơn phản tố lại, chứ còn Loan là giống như bị động nên không có một cái động thái nào hết. Tại vì Loan cũng không có hiểu biết được sâu về pháp lý, cho nên vấn đề là lá thư sau này là cái lá đơn mà bổ sung là tranh chấp căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm và cái quyền làm con ruột của Loan và gắn ghép là con nuôi, cho nên là mới đưa cái hồ sơ và cái căn cứ nói Loan là con nuôi, cho nên đưa cái hồ sơ vô là để tước cái quyền làm con. Trong khi đó hồ sơ bên chị là đã đầy đủ rồi, có nghĩa là giấy tờ hợp pháp và Loan là con ruột hay con nuôi. Chị chỉ nói một chi tiết thôi, chị muốn gửi đến khán giả, thông điệp đến khán giả là vậy.
Cái người mà ẩm Lon về là bà nội của Lon, kêu bà má Tư là ba má ba Thanh, chị cũng kêu là ba Thanh. Ẩm về nhà trong lúc cô Sáu là đang còn 4 tháng nữa là Phượng lùi ra đời, cũng không có phải là nghỉ 100% hay thắng kiện hay bao nhiêu phần trăm ở đây, nhưng vấn đề chỉ biết rằng là Lon là con của chú Năm trên giấy tờ hợp pháp. Thắng hay thua hay bại gì là nó nằm ở cái lương tâm con người, ở cái tình người, cái đạo đức thôi. Chứ còn bây giờ vấn đề ở luật pháp thì em biết giấy tờ đầy đủ là thắng rồi, còn vấn đề thắng hay không thắng là ở cái đạo đức làm người thôi. Hồng Lon nói về việc đi dỗ tổ cùng cha của mình. Mấy năm về trước thì cũng có đi với ba đến dỗ tổ, rồi sau này thì có gia đình, có việc làm, cho nên là giảm đi lại. Cuối cùng là chỉ đi một mình thiếu ba thôi. Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ em là nổi tiếng hết, thì được mọi người yêu thương chỉ thấy là được rồi. Có nhiều sự thương và giúp đỡ từ cô chú bác anh chị gần xa của ba và các khán giả, và yêu thương gia đình nhỏ của em thôi. Hồng Lon nói về việc chia tài sản, chia hết cho cả gia đình khi mà Lon bán được đất của ba ở Thủ Đức. Đất của ba đó sẽ chia lại cho con cháu một ít để có vốn làm ăn, rồi sau đó sẽ mua một căn nhà riêng cho Hồng Phượng để nó có sổ hộ khẩu riêng, để có cuộc sống của cô Sáu nó được riêng tư, thoải mái hơn. Nhưng trong cái đó là cô Sáu và giờ là Phượng đều không chịu, và cô Sáu đòi đồng sở hữu với Hồng Phượng. Nói chuyện đó không được, tại vì sao Lon còn rất nhiều em út con cháu nữa, chứ không phải một mình Hồng Phượng. Con cháu bên cậu thôi, còn muốn gọi là cháu ruột thì bên này thì nhiều hơn, nhưng mà Lon vẫn chia đều hết. Nhắn lại Hồng Phượng là sao kê những cái tiền quyên góp ra để cho Lon biết là có những ai trong nhóm, để sau này Lon có thể, nếu mà có thể thì cảm ơn người đó, hoặc là có thể là trả lại phần đó cho những người mà đã quyên góp. Không ai làm chuyện đó hết, và tung lên mạng nói Lon đủ thứ thì mình thấy bức xúc nhiều cái lắm, cho nên là không thể nào sống chung được, là nói tiếng nói chung bây giờ không còn nữa. Thì Lon xin mời gia đình cô Sáu ra ngoài để cho Lon có thể có cuộc sống riêng nữa.